Chào chào bà con ha. Hôm nay Lâm Quý giới thiệu với bà con mới về con Isuzu TS3110 à. Con này một cầu và có trợ lực lái nha. Này động cơ ba máy một cầu. Heo bé ha. Có trợ lực nè. Vỏ sau nó xài 12.428 luôn nha bà con. Còn vỏ đầu nó xài 5.516 nè. Con này là kéo là vô địch luôn à. Sơn rồi máy móc đồ nguyên zin hết luôn bà con. Thằng áo là sơn rồi nguyên zin hết, để nguyên zin không có gì hết. Đùi sau của nó nè, vỏ nó vỏ gây lì thôi, chắc thật phải kéo. Rồi bên trong máy móc rồi ok hết, nguyên zin từ A đến Z không con. Dạ rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nông Cơ Lâm Quý à. Bà con có cần máy cài thì cứ liên hệ 0908 171 259 à. Cảm ơn bà con.